kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Khương Hạ xảy ra ở tòa chung cư mini số 37, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã làm 56 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Đây là vụ cháy có số người thương vong lớn để lại một thảm họa quá đau lòng. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ông Nghiêm Quang Minh chủ chung cư. Được biết, chủ trung cư này bị điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, phá vỡ quy hoạch thiết kế nhà ở. Mới đây, cơ quan công an đã triệu tập một số nguyên cán bộ thuộc quận Thanh Xuân, công tác từ năm 2015 lên để làm việc, tiếp tục điều tra vụ án. Liên quan vụ cháy trung cư mini Khương Hạ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong hơn 3 tháng trước, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, theo chỉ đạo của Thành ủy, đang vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm Đối với những cá nhân tổ chức có liên quan. Về phía cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội, một lãnh đạo cơ quan này khẳng định vẫn đang tiến hành các hoạt động điều tra trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Gần đây nhất, cơ quan chức năng đã triệu tập một số nguyên cán bộ thuộc quận Thanh Xuân, công tác từ năm 2015 lên để làm việc. Ngoài ra tất cả những người trong diện điều tra đều được ghi lời khai. Theo dõi vụ việc này từ trước đến nay, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, chủ tòa nhà trung cư nêu trên là Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, theo Điều 313 Bộ Luật Hình Sự. Với điều luật này, hình phạt cao nhất dành cho người bị kết án lên tới 12 năm tù. Đây là tội rất nghiêm trọng theo quy định của pháp luật, nên thời hạn điều tra là 4 tháng và có thể gia hạn thêm 2 lần, mỗi lần không quá 4 tháng. Theo luật sư Cường, như vậy tổng cả thời hạn điều tra và gia hạn điều tra theo quy định pháp luật không quá 12 tháng, theo quy định tại Điều 172 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Cũng theo luật sư, đây là vụ án hình sự gây hậu quả rất nghiêm trọng và phức tạp, liên quan đến hành vi xây dựng sai phép, vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Do đó có thể có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bởi vậy, việc điều tra vụ án này đòi hỏi rất tỉ mỉ, cụ thể và phải tiến hành nhiều hoạt động tố tụng. Trong quá trình điều tra, nếu cơ quan công an có căn cứ cho thấy bị can còn phạm tội khác hoặc có đồng phạm, bên điều tra sẽ tiếp tục khởi tố để mở rộng. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9, trung cư mini ở số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ bốc cháy. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200 m2, cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người dân sinh sống. Ngày 13 tháng 9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương trong vụ cháy trung cư mini ở Khương Hạ. Sau khi hỏa hoạn xảy ra, ngay trong ngày 13 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chú tể phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, chủ trung cư nói trên. Về công tác hỗ trợ nạn nhân vụ cháy, ngày 5 tháng 11, Ban Vận động Cứu trợ quận Thanh Xuân đã phối hợp với đơn vị khác tổ chức chi trả kinh phí cho các nạn nhân. Theo đó 88 người còn sống được hỗ trợ mức 700 triệu đồng một người để hỗ trợ chi phí sinh hoạt, đảm bảo ổn định cuộc sống. Với 56 nạn nhân tử vong, số tiền hỗ trợ thân nhân đứng ra làm thủ tục thờ cúng là 500 triệu đồng một người. Trong số 37 người bị thương, mức hỗ trợ cho 3 người phải điều trị ở bệnh viện trong vòng 3 đến 7 ngày là 300 triệu đồng một người. Còn lại 33 người điều trị ở bệnh viện trên 7 ngày hưởng mức hỗ trợ 700 triệu đồng một người một người bị thương nặng hiểm nghèo nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ. Ngoài ra, quận Thanh Xuân hỗ trợ 2 tỷ đồng cho một trẻ mồ côi cả cha và mẹ, 1 tỷ đồng một trẻ cho 4 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ. Với 22 trẻ em dưới 16 tuổi là nạn nhân trong vụ cháy, mức hỗ trợ để làm sổ tiết kiệm cho các cháu là 600 triệu đồng một người. Cũng liên quan vụ cháy, ngày 6 tháng 11, sau gần 2 tháng điều trị tích cực, Thiếu tá Nguyễn Văn Trương, sinh năm 1986, công tác tại Lữ đoàn 21 Bộ đội Biên phòng, là bệnh nhân nặng nhất trong vụ việc đã được xuất viện. Mặc dù vụ cháy đã xảy ra cách đây hơn 3 tháng, hiện tình trạng sức khỏe của những nạn nhân bị thương cũng dần ổn định. Nhưng những nỗi đau, sự mất mát của gia đình nạn nhân vẫn còn ở đó. Chứng kiến vụ cháy trung cư mini ở Khương Hạ, nhiều người dân không khỏi bàng hoàng khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra cháy, vẫn còn nhiều người bên trong căn nhà, họ la hét kêu cứu. Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều chung cư mini mọc lên hầu hết là đều vi phạm trật tự xây dựng. Đáng chú ý các chung cư mini thường đua nhau mọc lên tại các ngõ nhỏ, ngách nhỏ, đan xen dày đặc nhà cao tầng, phá vỡ quy hoạch đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở phố Khương Hạ một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, tiếp tay bao che cho việc vi phạm trật tự xây dựng. Quý vị thân mến, 23 giờ 30 phút đêm 13 tháng 9, tại một căn chung cư cao 9 tầng nằm sâu trong hẻm 29 trên 70 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra cháy lớn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong chung cư có nhiều người. Các nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút kinh hoàng đó. Dạng sáng ngày 13 tháng 9, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ cháy tại ngôi nhà 10 tầng ở số 37, trong ngõ 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội nhiều người dân vẫn không hỏi bàng hoàng trước sự việc. Tại hiện trường, hàng trăm người đứng theo dõi. Hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong quá trình làm nhiệm vụ đã khá vất vả. Do ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong hẻm, gây khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn. Ông Ngô Phó Điền, nhân viên bảo vệ của trung cư, cũng là người phát hiện ra vụ cháy cho biết. Trung cư này có 9 tầng, có khoảng 45 căn hộ, có thang máy. Thời điểm đó, ông ngửi thấy mùi khét nên đi kiểm tra thì phát hiện lửa cháy từ bảng điện ở tầng 1. Ông Điền kể lại, lúc đầu nơi phát cháy chỉ nhỏ bằng bàn tay, tôi lấy bình xịt để dập lửa, nhưng càng xịt thì càng cháy to, sau đó lửa bén vào xe máy gây nổ, cháy lan tầng 1 khói bốc lên cao. Cũng theo ông Điền, từ lúc xảy ra vụ cháy mới chỉ có 5 hộ gia đình chạy được ra ngoài. Là người đầu tiên chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Văn Minh, 35 tuổi ở phố Khương Hạ cho biết, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9, anh đang ngủ, ngửi thấy mùi khét, tưởng nhà bị cháy nên anh Minh vội bật dậy. Sau đó anh nghe thấy tiếng hô hoán trong ngõ Khương Hạ thì mới phát hiện có nhà cháy trong đó. Anh Minh nói: "Lúc tôi chạy ra ngoài thì đã thấy lửa bao trùm ở tầng 5 và tầng 6 ngôi nhà. Khoảng một lúc sau tôi nghe thấy tiếng rơi từ trên mái tôn vọng xuống cùng với tiếng kêu cứu của nhiều người. Khói đen khi đó bốc lên ngùn ngụt, ngụt, khét mù cả một khu vực rộng. Do bên trong nhà nhỏ hẹp nên công tác chữa cháy càng gặp nhiều khó khăn." Cũng theo anh Minh, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đã gọi cảnh sát tới. Tuy nhiên do con ngõ đi vào hiện trường vụ cháy nhỏ hẹp, hàng chục xe chữa cháy không thể tiếp cận được gần hiện trường. Cảnh sát sau đó đã phải sử dụng xe máy chuyên dụng kéo dây chữa cháy vào bên trong ngõ nhỏ. Là một người dân sống trong tòa nhà, anh Nguyễn Công Huy, sinh năm 1982 cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình anh chuẩn bị đi ngủ thì thấy khói đen bốc lên, kèm theo tiếng chi hô thất thanh của mọi người xung quanh nên vội chạy ra ngoài. Người đàn ông này kể lại: "Gia đình tôi có bốn người, gồm vợ chồng và hai con nhỏ." Sau khi chạy ra ngoài, tôi ngửi thấy mùi khét kèm khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng 1. Ngay lập tức, tôi chạy vào phòng hô hoán vợ con chạy thoát ra phía sau căn hộ, dùng thang dây và tụt xuống con ngõ phía sau tòa nhà. Theo anh Huy, chung cư nơi gia đình anh đang sinh sống được xây theo kiểu nhà ống với một mặt tiền, ba mặt giáp nhà dân chia làm 45 căn hộ. Anh chia sẻ, thời điểm cháy, hàng chục hộ đang ở trong tòa nhà nên nhiều người mắc kẹt, nhiều người bị thương khi cố nhảy thoát ra khỏi đám cháy. Chị Trang 40 tuổi, khuôn mặt lấm lem vệt khói sau khi thoát ra khỏi đám cháy cho biết, gia đình chị có hai vợ chồng và ba con nhỏ ở tầng 6 của chung cư mini xảy ra cháy. Khoảng hơn 11 giờ khi gia đình chị chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, điều hòa bỗng dưng tắt, nghe tiếng la hét thất thanh của nhiều người. Chị Trang nói và cho hay, trong khoảng 4 phút, 5 người trong gia đình chị đã thoát ra ngoài an toàn. Khi chồng tôi dậy mở cửa thì khói đen tràn vào phòng biết xảy ra cháy, chồng tôi liền vội lấy búa đập khung sắt lan can, sau đó dùng thang bắc sang nhà bên cạnh để thoát thân. Anh Nguyễn Đăng Thắng ở trọ đối diện chung cư xảy ra cháy cho hay, khoảng hơn 11 giờ anh nghe thấy tiếng nổ lớn, khi chạy ra ban công thì anh thấy lửa bùng cháy ở tầng 1 chung cư. Lửa sau đó nhanh chóng lan lên các tầng trên. Anh Thắng cho hay, chỉ trong mấy phút ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà, những tiếng kêu cứu nhỏ dần. Tôi nghe tiếng kêu cứu của nhiều người. Những người ở tầng thấp hoảng loạn, phá cửa thoát ra bên ngoài và được người dân ở phía ngoài giúp thoát thân. Trước đó vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9, tại một chung cư mini nằm sâu trong hẻm 29 trên 70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra cháy lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân, Đại học phòng cháy chữa cháy với gần 20 xe chữa cháy đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy một chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho biết, kết cấu của căn nhà là dạng ống, đằng trước không có ban công và đằng sau được quay chuồng gọp ở ban công, nên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận rất khó khăn. Chiến sĩ này cho biết, bên trong khói đặc quánh, sức nóng làm cho gạch bị vỡ ra nên ảnh hưởng nhiều đến công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 1 căn chung cư mini. Nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà được thiết kế 10 tầng, có khoảng 45 phòng, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên. Trong đó có một tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và một tầng tum. Mỗi tầng căn hộ tại chung cư mini Khương Hạ được thiết kế với 5 căn hộ, diện tích căn hộ từ 35 đến 56 m2. Theo chia sẻ của người dân, khu vực ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Cương Đình tập trung nhiều chung cư mini, nhà trọ thu hút hộ gia đình trẻ và sinh viên của nhiều trường đại học lớn gần đó như Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Hà Nội. Sáng 13 tháng 9, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, liên quan tới vụ cháy đêm qua tại Thanh Xuân, Hà Nội, bệnh viện tiếp nhận 19 nạn nhân. Trong đó, hai trường hợp tử vong ngoại viện, một bệnh nhân thở máy nguy kịch, 8 trẻ em. Hiện sức khỏe của các cháu ổn định đang thở oxy. Các bệnh nhân còn lại vừa ngạt khí vừa chấn thương. Ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân, bệnh viện đã hội trần, phối hợp các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, chống độc để điều trị người bệnh. Phó giáo sư Cơ cho biết, ngay sáng sớm nay, bệnh viện tiếp tục hội trần chuyên khoa để cấp cứu cho các bệnh nhân tốt nhất. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, đơn vị đã điều động 10 kíp với hơn 30 cán bộ y tế với nhiều lượt vận chuyển. Tới 6 giờ 45 phút, cán bộ và xe của Trung tâm 115 vận chuyển khoảng 40 nạn nhân tới các bệnh viện. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nổ, gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và của. Nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn trong mùa nắng nóng đang ở tình trạng đáng báo động, nhất là ở các chung cư tập thể cũ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra hàng chục vụ cháy lớn nhỏ, thậm chí có những ngày xảy ra nhiều vụ cháy liên tiếp. Hà Nội tập trung rất nhiều khu chung cư tập thể cũ xuống cấp, với hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn dân cư đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Với tình trạng hỏa hoạn xảy ra trong thời gian qua, các hộ gia đình và cả các cấp chính quyền địa phương cần phải bắt tay ngay vào công tác giáo dục tuyên truyền, thanh kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Theo công an thành phố Hà Nội, trường hợp xảy ra cháy nổ cần bình tĩnh xử lý, tìm lối thoát nạn an toàn đã định sẵn, đồng thời báo cho mọi người xung quanh để kịp thời thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Báo cháy nhanh nhất cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số 114, chính quyền, công an địa phương nơi cư trú, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy mỗi căn hộ cần dự kiến các tình huống thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra, chủ động trang bị các dụng cụ chữ nước như xô thùng, vòi mềm dẫn nước để vừa phục vụ sinh hoạt hàng ngày, vừa phục vụ chữa cháy khi cần thiết. Các gia đình nên trang bị thêm các bình chữa cháy sách tay để nơi cố định, dễ thấy, dễ lấy và tập luyện cho người trong gia đình biết sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã trang bị. Thưa quý vị, nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là tại các khu trung cư tập thể, luôn tồn tại và đòi hỏi người dân phải luôn nâng cao đề phòng cảnh giác, trang bị đầy đủ các kiến thức phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn để tự bảo vệ cho bản thân và gia đình. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh. Mong quý vị khán giả chú ý đón xem. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.